Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Mới đây, Kia Seltos 2021 đã được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ với thêm hai biến thể mới. Tổng cộng, Kia Seltos đang được phân phối tới 16 phiên bản tại đất nước này, bao gồm tùy chọn động cơ xăng, động cơ dầu, hộp số sàn không chân côn và hộp số tự động. Xe được bổ sung nhiều tính năng mới, nhiều tính năng chỉ có ở bản cao nhất, được đưa xuống bản thấp hơn. Kia Seltos 2021 có giá khởi điểm quy đổi ra tiền Việt từ khoảng 309 triệu đồng tại Ấn Độ. Về ngoại hình, mẫu crossover hạng B của Kia được trang bị logo thế hệ mới nhất. Cụm đèn chiếu sáng phía trước cũng được làm lại với cách tạo hình các dải LED bắt mắt hơn. Còn lại, những thay đổi chủ yếu đến từ phần nội thất với nhiều tính năng mới, trong đó nổi bật là lẫy chuyển số dưới vô lăng, hệ thống điều hòa có khả năng lọc không khí. Người dùng có thể ra lệnh giọng nói để điều khiển một số chức năng trên xe như đóng mở cửa sổ trời và cửa kính hai bên. Cụ thể, bản HTK giờ đây đã có khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây. Bản HTK Plus có thêm khởi động bằng nút bấm. Bản HTK Plus dùng hộp số sàn không chân côn, có ghế bọc da màu be, cửa sổ trời và hệ thống điều hòa tự động. Các biến thể của phiên bản HTX được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ phanh. Phiên bản HTX có thêm ghế da đen và nâu, trong khi bản GTX có ghế da màu be hoặc màu đen điểm xuyết thêm chì đỏ. Bản GTX Plus có thêm lẫy chuyển số dưới vô lăng. Xe có thêm tùy chọn hộp số sàn không chân côn là thay đổi đáng chú ý trên Kia Seltos 2021 tại Ấn Độ. Giờ đây, xe sẽ có đa dạng các lựa chọn về động cơ và hệ thống truyền động như động cơ xăng 1.5 115 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp, hộp số sàn không chân côn 6 cấp hay hộp số vô cấp CVT, động cơ 1.4 turbo 140 mã lực cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Cuối cùng là tùy chọn động cơ dầu 1.5 115 mã lực và hai biến thể hộp số sàn 6 cấp và hộp số tự động 6 cấp. Kia Seltos tại Việt Nam hiện tại được bán ra với tổng cộng 3 phiên bản cùng sử dụng động cơ 1.4 turbo và hộp số ly hợp kép 7 cấp với mức giá niêm yết cho phiên bản thấp nhất là từ 599 triệu đồng. Kia Seltos là một mẫu crossover cỡ B ra mắt cách đây chưa đầy 1 năm nhưng hiện tại đã trở thành chiếc xe dẫn đầu về doanh số bán hàng trong phân khúc này, bỏ xa các đối thủ như Hyundai Kona hay Ford EcoSport. Tháng 3 vừa qua, Seltos bán được 1.602 xe, đứng đầu phân khúc và đứng thứ tư toàn thị trường. Kia Seltos ra mắt như bù đắp sự thiếu hụt về lựa chọn của người tiêu dùng trong phân khúc gầm cao cỡ nhỏ. Giờ đây khách hàng đã có một chiếc xe ngoại hình đẹp, rộng rãi, trang bị đầy đủ, đề cao sự đa dụng và quan trọng là giá cả hợp lý, dễ tiếp cận. Trước đó chưa có mẫu xe nào trong phân khúc crossover cỡ B cân bằng được hài hòa nhiều yếu tố như Kia Seltos. Với sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng, rất có thể phiên bản mới 2021 của Kia Seltos sẽ được mang về Việt Nam không lâu sau khi ra mắt thị trường Ấn Độ. Anh em nghĩ sao về Kia Seltos 2021? Anh em mong chờ gì ở sự xuất hiện của phiên bản mới nhất này tại thị trường Việt Nam? Hãy để lại ý kiến ở phần comment. Đừng quên like, share, subscribe, bấm nút chuông và tham gia group anh em mê xe để chia sẻ với nhau nhiều điều hơn về xe cộ cũng như vấn đề khác trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.